Thì trong lúc ngồi chơi vậy, tự nhiên mọi người đang vô vậy, cái ông này mới nói em hôn anh hai cái đi. Cái con mới nói là gì vậy cha, giờ này quá trời người luôn rồi tôi hôn cái gì. Cái xong rồi cái ông này ông nói ông giận lên, xong cái con mới chở ông về. Trên đường về á, ông mới nói thôi em đi xuống đi để anh chở cho. Ông vừa chạy, tại sao em không hôn anh hai cái, tại sao em nhìn trai tức quá đập bể cái đầu xe của con. Cái tay của ảnh hiện tại là có cái sẹo. Sau đó có đền con cái xe không? Dạ qua ngày hôm sau thì ra bắt chị dâu đền, tại chị dâu bán phụ tùng xe máy. Dạ lúc đó con cũng say rồi. Say rồi chứ là nóng lên đúng không?